Bây giờ vậy tụng kinh phải làm như thế nào mới gọi là tiến bộ? Thì ở bên ngoài họ hát bằng cái điệu gì thì trong chùa phải tụng bằng cái loại nhạc đó. Bên ngoài họ thích cái loại nhạc gì thì đem cái âm nhạc đó vào trong trong bài tụng. Nguyện cầu mai sau loài người thương nhau, thắp sáng tình yêu đưa nhau cùng đi, mãi mãi bên nhau làm lại từ đầu, như khi con người tìm ra thế giới. Đó, ngoài hát gì đưa vô đó mà tụng thì ta đi theo với cuộc đời và có khi dẫn trước cuộc đời. Còn không chịu tiến bộ, không chịu sáng tạo thì thế giới bỏ mình đứng lại một chỗ. Hello mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Thích Đủ Thứ. Thì ngày hôm nay thưa cô chú anh chị, thì ngày hôm nay lại một cái nguồn thông tin cực kỳ chấn động rồi nha mọi người. Đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi mà ra cái công văn mà nói về sư Minh Tuệ đó, thì cô chú anh chị cũng thấy như thế nào? Sau khi mà cư dân mạng chia sẻ cái bài này lên thì lại thêm lộ một cái thông tin là thầy Thích Chân Quang của chúng ta đã được xử lý cách đây là gần một tháng rồi cô chú anh chị. Đó, đây mới là thông tin mà gọi là cộng đồng mạng đang quan tâm và quý Phật tử đang quan tâm rất nhiều về câu chuyện của thầy Quang. Còn riêng câu chuyện của sư Minh Tuệ thì mọi người thấy thầy đi và thầy không có làm gì mà vi phạm pháp luật hết á. Sai ở đây là những người chia sẻ những video và có những hành động câu view, câu like, giật tích này nọ và gọi là chia sẻ những thông tin sai sự thật nọ. Chứ riêng sư thầy Minh Tuệ thì mình thấy thầy chưa bao giờ vi phạm pháp luật bất cứ điều gì nha mọi người. Thầy giữ đúng giới luật và thầy thực hiện theo cái đi học theo cách tu của mình đó, rất là ok. Còn ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho cô chú anh chị đó là một cái bài của là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức xử lý thầy Quang của mình rồi cô chú anh chị. Ủa mà cái thông tin này cách đây gần một tháng rồi mọi người, nhưng mà ngày hôm nay mình đã được nghe và chia sẻ rất là nhiều trên những trang báo chính thống lớn nha cô chú anh chị, thậm chí lên đài VTV luôn, rất là nhiều đài đã chia sẻ về vấn đề này. Ủa vậy cho mình hỏi Phương Trinh ơi, Phương Trinh giờ này em ở đâu, đường tơ vọng lại giữa cung sầu, đêm nào hai đứa nằm tâm sự, gió lộng tứ bề lạnh gió thu. Phương Trinh ơi, trời ơi, Phương Trinh đâu rồi? Phương Trinh thì Phương Trinh với lại cô Nguyệt nhà ngoại cảm đâu rồi, mấy thằng gọi là bảo vệ thầy Quang đâu rồi? Vô đây đi, vô đây. Mà đặc biệt là Phương Trinh với lại cô Nguyệt nhà ngoại cảm của mình đâu rồi ta? Phương Trinh, ủa sao anh thấy em nhạy bén trong cái vấn đề chia sẻ những cái gì liên quan tới thầy Quang lắm mà. Và em chia sẻ cái bài cái văn bản xử lý của Giáo hội Phật giáo nó viết về sư Minh Tuệ mà. Em yêu cầu Giáo hội Phật giáo vào xử lý sư Minh Tuệ rồi đó. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xử lý thầy Quang của em. Sao em không chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của em đi hả Phương Trinh? Đúng không mọi người? Đó. Thì ngày hôm nay Phương Trinh đâu rồi? Phương Trinh ơi, Phương Trinh à, Phương Trinh giờ Phương Trinh ở đâu? Cô Nguyệt nhà ngoại cảm và những anh em bảo vệ cho thầy Quang đâu? Đứng lên bảo vệ cho thầy đi. Thật sự cô chú anh chị, mình không phỉ báng Phật giáo, mình ai tu chân chính là mình rất là tôn trọng cô chú anh chị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta rất là gọi là chuẩn mực đó, không có để mà những cái thành phần mà mượn đạo tạo đời mà làm ảnh hưởng tới Phật giáo Việt Nam được cô chú anh chị đó. Nên ngày hôm nay cô chú anh chị đã nhận được thông tin rất là nhiều, trang báo lớn chia sẻ, chính thống chia sẻ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xử lý thầy Quang cách đây gần một tháng rồi mọi người. Đó, tại chùa Diệu Quận 3 đó, để lát mình cho quý vị nghe một cái clip này. Đó, thì còn những cái thành phần như là những cái thành phần mà bảo vệ những cái lời lẽ phát ngôn mà gọi là lệch của thầy Quang này, thì những người này sẽ như thế nào? Đó, khi nghe Giáo hội Phật giáo xử lý, và em cho mọi người nghe cái bài này đi. Và Phương Trinh ơi, Phương Trinh à, vô dảnh cái lỗ tai lên là nghe nè. Cô Nguyệt nhà ngoại cảm
và những gọi là thằng con đó vô nghe nè, nghe nè, shipper của chính chị, còn những gọi là phong trinh vô nghe cùng mọi người nè em ơi, nghe cho rõ rồi đăng bài lên nghe cho tụi anh thấy biết đó. Ok, xin mời. Cũng về công tác tôn giáo, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, liên quan đến những phát ngôn chia sẻ của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị này không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, trong một số bài thuyết giảng được ghi lại, người này cho rằng tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt, hay hát karaoke, sau này chết làm ma câm, nằm võng, mất phước. Vị này cũng thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Đó, rồi sao? Rồi sao rồi? Đó, thì mọi người ai nghe cái bài này, mọi người đều người là phấn khích lắm cô chú anh chị. Thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta không phải xử lý triệt để những thành phần này. Không có để một gọi là thượng tọa, đó, mà vô chia sẻ những cái bài mà gây rất là cộng đồng, rất là phẫn nộ. Cũng như bây giờ, kiếp trước đập nhà phá nhà, kiếp này làm thợ hồ và karaoke sẽ thành ma câm đó. Trời nóng nằm máy lạnh là rất ác, xài tiền của chúng ta là làm ra là mất đạo đức, câu cá là lừa đảo, ôi rất là nhiều, nằm võng là mất đức, cúng dường tiền lẻ là phỉ báng Phật giáo, phải cúng tiền chẳng mà cúng phải đưa cho ông thầy chủ trì, toàn là giảng vòng là đem về cứ là cúng dường, cứ nói vòng là lát đem về phải cúng dường cho thầy. Và đặc biệt, cứ cúng càng nhiều thì phước càng lớn, cứ dẫn dụ Phật tử, cúng dường càng nhiều thì phước sẽ càng lớn của chúng chị. Cúng hai bao xi măng thì 20 kiếp sau chỉ được nhà 2 tấm, mà 200 bao xi măng 20 kiếp sau sẽ ở nhà 20 tấm. Và cúng tiền mà mệnh giá phải tiền giá cao, giá lớn, 50 triệu, cúng thì cũng phải lẳng lặng mà cúng chứ đừng đi nói người này người kia. Vậy phước nói nhiều, phước mới nhân đôi. Cúng 50 triệu là phước nhân lên 100. Đó, 50 triệu thành 100. Nếu cô chú anh chị cúng 50 triệu mà đi nói người này người kia thì nó chỉ có là 50 triệu thôi. Nhưng cúng 50 triệu đừng đi nói lén đưa cho ông thầy thôi là nó sẽ lên phước lên 100. Ủa cúng dường mà phải lén lút vậy chi vậy ta? Đây là những cái câu giảng của là Thượng tọa. Đó mà có những người vô bảo vệ, phương trinh đồ bảo vệ lắm nha, những người Phật chia sẻ bảo vệ thầy lắm, cô Nguyệt nhà ngoại cảm đồ đó. Thì ngày hôm nay chính thức Giáo hội Phật giáo đã xử lý rồi và mình sẽ chờ cái kết quả mọi người, có là phải xử lý triệt để. Và đặc biệt là hình như thầy Quang này là không có nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không có nằm trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Vũng Tàu luôn cô chú anh chị. Đó, cái này mới gọi là căng nha mọi người. Đó, thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị những thông tin như vậy và mong cô chú anh chị mình phải có mạnh những cái tiếng nói mà mình phải chia sẻ đúng đó, và những người mà chia sẻ sai mình phải có tiếng nói đó, góp cho cộng đồng, góp tiếng nói cho cộng đồng đúng không mọi người. Đó thì Phương Trinh ơi, Phương Trinh vào, Phương Trinh nghe rồi Phương Trinh chia sẻ giúp anh nha Phương Trinh ơi, cảm ơn Phương Trinh rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha mọi người, bye bye Phương Trinh nha. Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho các chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên, lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu. Mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, đó, nhào nguyên chất được ủ đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này. Đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ủ đường này cô chú chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm cho cô chú chị. 300.000 bao ship toàn quốc là chai 1 lít nha cô chú chị. Chai như thế này là 1 lít. Nước cốt nhào ủ đường, đó có nghĩa là khi tới nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đó là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị.
đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhất thì cô chú chị khỏi bàn rồi. Cô chú chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chiên trị đau lưng nhức mỏi, đau mình cái tọ, đau nhức xương gớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao ship toàn quốc như cô chú chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bong gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt, quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên cái chỗ dùng đau và so so bóp bóp là bao của chú chị nha mọi người. Xịt một ngày 3-4 lần đó. Đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây, mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nhưng mà chai này chỉ sạch thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó, đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao sô bóp là 135.000. Đó, đây là nhà làm nghe cô chú chị. Cô chú chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.